xuyên qua hệ thống mã giáp hàng ngày thoải mái, tương thân tương ái người một nhà, trạch nữ trần mộng lai hai mắt sờ soạn xuyên thành tu tiên giới ngũ linh căn phế vật, không sao cả, ở đâu phế không phải phế. Đột nhiên đến hệ thống nói cho nàng biết, có thể vô địch, nhất thời càng rỡ. Thấy tam sư huynh giả bộ đứng đắn Đầu vặn xuống ta dài dòng hai câu. Bị thần quan đại sư tỷ điều tra. Chúng ta không được thế tục thừa nhận yêu tu ngũ sư huynh định hiến yêu đan quả nhiên không ai có thể cự tuyệt pháp bảo của ta đám thân nhân bị coi là chó dắt đi các ngươi gọi đây là phế vật à đó là một tên điên a à, chương một đầu vặn xuống đến cho ta lắm điều hai cái bạn đang nghe tại truyện chấm audio dầu mở tác giả ngậm hoa trước gửi lưu đầu óc lại xem nha liền gửi cái này đi hôn gió trần mộng lai mở to mắt hít sâu một hơi giảm bớt cảm giác choáng váng do thiếu dưỡng khí mang đến. Có khó chịu không? Cố thần an mở miệng. Trần Mộng Lai bị máy móc quay đầu, nhìn thấy trong phòng giống cọc gỗ đứng sáu người, sáu người kia cũng là lo lắng nhìn nàng. Đầu óc cô có chút hỗn loạn, không trả lời, động thủ chỉ, phát hiện mình còn có thể nhúc nhích, cao hứng sắp không có đầu óc. Quay đầu, nói với một người đàn ông mặc áo đỏ, ánh mắt nóng rực. Nhìn cái gì? vặn đầu xuống cho ta nói hai câu. Hả? Tôi sao? Diệp Doãn Trạch vẻ mặt không thể tin nhìn cô, ngón tay chỉ về phía mình. Trần Mộng Lai không trả lời, cho rằng cô nằm mơ. Chân trước cô trúng sổ số 10 triệu, chân sau cũng bởi vì thức đêm thêm kích động mà đột tử. Hiện tại mình lại cùng một đám người xa lạ ở trong phòng, cảm giác mình là ở trên bàn phẫu thuật, qua một lát liền tỉnh. Đinh, hệ thống đã trói định hiện là quán thâu ngài vị diện này thường thức cùng với nguyên chủ ký ức e mang theo ấu thái thanh âm tại trần mộng lai trong đầu vang lên nàng cũng vượt qua đại quân ký ức còn đang quán thâu nàng xuyên tới tu tiên giới là cái cho nữ chủ bới móc âm u nữ phụ sau đó không được chết tử tế chỗ ở tiêu giao tông chiến lực tại vị diện này đệ nhất nữ chính chỗ ở thương long tông xếp thứ hai bởi vì nữ chính ghen tỵ cho nên toàn bộ tông môn cũng không chết tử tế sáu người kia thấy trần mộng lai dại ra nhìn trần nhà không có phản ứng liền ra ngoài cửa thương lượng chuyện kia tối nay hỏi lại hiện giờ vạn lần không thể kích thích tiểu lục tất cả mọi thứ quán thâu xong trần mộng lai sửng sốt một hồi ở trong đầu đối với hệ thống nói ta là cái gì rất đê tiện người sao trần mộng lai bình tĩnh hỏi hệ thống không thể nha bởi vì kiểm tra đo lường đến vị diện này khí vận chi tử xảy ra vấn đề cho nên phái ký chủ tới rồi Trần Mộng Lai hiểu rõ chính mình, cũng không phải là một người lương thiện. Hơn nữa còn vừa ngu xuẩn vừa lười, 18 tuổi toán học vẫn là 10 phần, không có tố chất không có đạo đức. Bởi vì ký chủ liên tục ngày đêm nhìn hai tháng tu tiên tiểu thuyết, cũng mắng 90% nữ chủ là không có não, cho nên chủ thần liền phái ngươi nha. Tôi cũng chưa từng nói tôi có đầu óc a, à, những người này điên rồi. Ta mặc kệ, ta chỉ phụ trách phân phát nhiệm vụ, cùng ngươi cứu vớt thế giới bất quá yên tâm, trước khi hoàn thành nhiệm vụ, ngươi không chết được. Vậy còn vé số của tôi, tiền của tôi thì sao? Hoàn thành tất cả nhiệm vụ trở lại vị diện kia sau đó liền đều đến ký chủ trên tay. Sáu người kia thương lượng xong, hoài nghi Trần Mộng Lai bị đoạt xá ở Thú Uyên. Bởi vì Trần Mộng Lai 3 tuổi tiến tông cho tới bây giờ 15 tuổi chính là một cái văn lẳng lặng tiểu cô nương. Tuy rằng âm trầm một chút, nhưng cũng may tôn sư trọng đạo trang cũng giả bộ đi ra huống chi vừa tỉnh lại chính là đối với tam sư huynh dịp doãn trạch khẩu xuất cuồng ngôn kinh mạch bị hủy có thể ở trong một ngày tỉnh lại chính là đủ để cho người khiếp sợ sư tôn cố thần an lát nữa đi vào dùng chân ngôn chú hỏi chuyện riêng tư nếu có thể chống lại sẽ chọn thích hồn trần đại sư tỷ dư thanh chỉ nếu tiểu lục chỉ đơn thuần thay đổi tính tình chúng ta như vậy có phải không tốt lắm không nhị sư huynh liễu bỉnh văn loại này gân mạch tẩn hủy trong thời gian ngắn tỉnh lại là không có khả năng, vả lại tiểu lục xưa nay tôn kính sư tôn, sợ nhất dũng trạch, lại như thế nào ngay từ cái nhìn đầu tiên liền không nhìn sư tôn, đùa dẫn dũng trạch đâu. Mấy người liếc nhau, đẩy cửa đi vào. Trần Mộng Lai xem xong trí nhớ nguyên chủ cũng phát hiện nguyên chủ ngoại trừ tên giống mình ra, nguyên tắc xử sự cùng tính cách cùng mình một trời một vực. Tại không biết nàng còn muốn ở chỗ này đợi bao lâu dưới tình huống, chỉ có thể nghĩ cái biện pháp trước bại lộ ra dù sao có hệ thống đấy tiểu lục cậu có biết vì sao cậu bị thương không thái độ nghiêm túc của cố thần an khiến nhiệt độ trong phòng giảm xuống vì cứu người trần mộng lai sinh không thể luyến trả lời đinh mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tẩy trắng gân mạch bị hủy để mọi người biết chân tướng có phần thưởng không phần thưởng càng không vọng tay hai ngũ hành linh châu vì sao sơ vi nói là ngươi muốn hại nàng kết quả lại bị yêu thú đã thương tứ sư huynh chu thịnh chất vấn bởi vì nàng nói bừa quá chẳng lẽ yêu thú cùng nàng là một đám a à? trần mộng lai vẻ mặt khinh thường nhìn hắn phản phất đang nhìn kẻ ngốc đồng dạng chu thịnh chịu không nổi ánh mắt trần mộng lai trực tiếp dùng chân ngôn chú đánh lên người cô dư thanh chỉ lường chu thịnh một cái ký chủ chân ngôn chú đối với chúng ta không ảnh hưởng, hệ thống vội vàng đi ra tranh công. Rốt cuộc vì sao gân mạch bị hủy hết? Cố thần an hỏi bởi vì đường sơ vi vì chạy trối chết trải phấn dẫn thú lên người tôi, tôi chạy không lại cũng đánh không lại, liền thành như bây giờ. Trần Mộng Lai vừa nói vừa để cho nước mắt động lại trong mắt. Trầm mặt, trầm như chết. Nhìn xem, ta còn có quần thể trầm mặt kỹ năng, thật sự là vô địch. Nàng đang cùng hệ thống đắc ý chu thịnh còn muốn nói thêm gì đó nhưng bị cố thần an cấm nói trần mộng lai phát hiện bộ dạng nghẹn khuất của chu thịnh trực tiếp mở miệng sao lại phát hiện cậu đặc biệt kích động cố thần an không để ý tới sự lôi kéo của đệ tử bởi vì trần mộng lai thật sự rất không thích hợp hắn ném đá lưu ảnh ở phía trên vừa kết ấn liền mở miệng tiểu lục trước ủy khuất ngươi đời sau vi sư bồi thường cho ngươi thích hôn trận chậm rãi rơi vào trên người Trần Mộng Lai, nàng nhắm mắt nằm như tử thi. Cái này cũng không sao chứ. Hệ thống có vẻ tự hào. Lợi hại như vậy sao các ngươi không tự mình phái người, còn muốn chui vào trong đầu của ta? Trần Mộng Lai nghi hoặc. Chúng ta chỉ là mã số A, huống hồ ký chủ như vậy đồ ăn, còn muốn toàn bộ dựa vào chúng ta, liền tương đương với ký chủ cung cấp thân thể. Trần Mộng Lai đối với việc này cảm thấy phi thường tốt, đời trước quá nghẹn khuất, đời này cũng có thể hảo hảo kiêu ngạo một phen. Đồ ăn làm sao vậy, chỉ cần bất cát, nàng chính là vô địch. Một lát sau, trong mắt khiếp sợ của sáu người, cố thần an triệt tiêu trận pháp. Ngay cả thích hồn trận cũng vô dụng, chỉ có thể nói rõ tính tình nàng đã thay đổi. Nhưng nó cũng quá phóng đại và trở nên quá phóng đại. Trần Mộng Lai cảm thấy mình vô cùng trâu bò, vừa mở mắt đã bị hoài nghi thay tim. Chuyện đường sơ vi rải phấn thú cậu có chứng cứ không cố thần an hỏi trần mộng lai lấy ra lưu ảnh thạch dư thanh chỉ thấy thế liền đưa linh lực lên trên đây là trần mộng lai tìm hệ thống muốn ghi chép toàn bộ quá trình trừ chu thịnh đang khiếp sợ những người còn lại dường như cảm thấy sự tình nên như vậy cố thần an bỏ đi hắn lấy ra lưu ảnh thạch cũng đem trần mộng lai lưu ảnh thạch thu vào càng không giới lưu lại một câu vi sư sẽ làm sáng tỏ việc này liền hóa thành một đạo lưu quan màu tím bay tới ngọn núi chính. Cảnh như một lọ đang dược đưa tới trước mặt Trần Mộng Lai. Đây là tam phẩm hồi nguyên đan, đối với gân mạch có lợi, ngươi vẫn có thể khôi phục, không nên nản lòng. Cảm ơn ngũ sư huynh. Trần Mộng Lai hướng hắn nhếch miệng cười. Dư Thanh chỉ yên lặng ngồi vào bên giường Trần Mộng Lai dùng linh lực vừa giúp nàng chữa trị gân mạch. Chu Thịnh cảm thấy ấy nấy vì nghi ngờ tiểu lục vừa rồi, Hình tượng thánh khiết của Đường Sơ Vi lần đầu tiên thay đổi trong lòng anh. Ánh mắt nghiền ngẫm của Diệp Doãn Trạch không ngừng qua lại trên người Trần Mộng Lai. "Tiểu sư muội, em thay đổi rất nhiều mà." Diệp Doãn Trạch mỉm cười. "À à phải không?" Trần Mộng Lai qua loa nói. Trong lòng vẫn cùng hệ thống oán thầm, những người này sao còn không đi a, à? tao bao này rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì? "Em trở nên rất xa lạ." Chu Thịnh mở miệng đây cũng là suy nghĩ trong lòng những người khác tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía trần mộng lai trần mộng lai trực tiếp không nhìn bọn họ cảm giác nói nhiều một câu đều da yến chua quay đầu đối dư thanh chỉ mở miệng đại sư tỷ có thể mang ta ra ngoài phơi nắng sao chỉ sợ thân thể ngươi không tiện lắm dư thanh chỉ uyển chuyển mở miệng trần mộng lai vừa nghe lời này một con cá chép nhảy từ trên giường xuống đất nhân tiện huyết sáo với đại sư tỷ mấy người đều là nha đầu chết tiệt này có bệnh a trạng thái tâm lý nhưng trần mộng lai ngược lại là chờ không kịp bởi vì hệ thống nói cho nàng biết đám người đường sơ vi đang ở ngọn núi chính đoán chừng tiện nghi sư tôn đang giúp nàng làm sáng tỏ cô muốn đi tham gia náo nhiệt muốn đi bắn pháo miệng dưới yêu cầu mãnh liệt của nàng mấy người đành phải cùng nàng đi ngọn núi chính mấy người vừa tới bên ngoài điện nghị sự chợt nghe thấy tiếng khóc của đường sơ vi chương 2 ngươi là điên rồi à bạn đang nghe tại truyện chấm audio muốn nhét cục gạch vào da cô ta nếu tôi nhét thật thì có ảnh hưởng gì đến nhiệm vụ không hiện tại giai đoạn nàng không chết được ngược lại đối với nhiệm vụ bất lợi hệ thống tại trong đầu nàng kêu to vậy khi nào thì có thể cô ấy bắt được chúng ta coi như cứu vớt thế giới đi trần mộng lai đã xoa tay rồi không được danh chính ngôn thuận của cô không thể không giải thích được định nghĩa danh chính ngôn thuận như thế nào? Chính là khiến thế nhân chán ghét nàng. Trần Mộng Lai vừa định phản bác cái gì, liền thấy đường sơ vi khóc thân thể mềm mại run rẩy chất vấn nàng. Sư mùi tội gì không thừa nhận hành động của mình? Ta rốt cuộc là đắc tội sư mùi chỗ nào, mới để sư mùi vu hãm ta như vậy? Trần Mộng Lai liếc mắt nhìn tiện nghi sư tôn, phát hiện hắn không có đem lưu ảnh thạch lấy ra. Vừa định đào thêm một cái, chợt nghe thấy hắn truyền âm không vội. Trần Mộng Lai biểu môi, được rồi. Sư tỷ tổ tiên làm đầu bếp, biết vung nồi như vậy. Trần Mộng Lai há mồm oán hận. Đại điện nhất thời trầm mặt, ngay cả đường sơ vi cũng quên khóc. Bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nghĩ tới cô sẽ khóc, sẽ nháo, sẽ biện giải, duy chỉ không nghĩ tới cô há miệng chính là oán hận. Cho đến khi thanh mai phong chủ. Hứa tân nam nở nụ cười, tông chủ thương long tông lưu cẩn vi mang theo tức giận hỏi đây là đệ tử tiêu giao tông các ngươi trên phố nghe đồn vi cùng đệ tử tôn giả tao nhã hôm nay xem ra lão phu tin lầm rồi trần mộng lai khinh thường nhìn về phía hắn nội tâm cùng hệ thống oán thầm mộng lai không thể làm càng. hà cảnh việt vội vàng nói ta nói đường bạch liên một câu liền bị mắng a à, đinh mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hủy diệt hôn ước của nguyên chủ không làm người hèn mọn. Khen thưởng hai Thúy Ngọc Trúc, tri kỷ chú thích. Thúy Ngọc Trúc sinh trưởng ở Linh Sơn Đỉnh, ẩn chứa này nồng đậm thiên địa linh khí. Có thể tẩm bổ người tu tiên thân thể, đề cao tu vi. Ký chủ, cần hỗ trợ nha, hệ thống đang tích cực biểu hiện mình có tác dụng rất lớn. Không cần, chơi với hắn cũng đơn giản như chơi buồn. Bất quá trong nháy mắt, trong mắt Trần Mộng Lai liền chứa đầy nước mắt, sắc thái ám ách rốt cục nhiễm phong sương, làm như sóng nước chảy ra từng trận gợn lăng tăng vết máu trên áo trắng còn chưa trừ đi thất tha thất thểu đi tới giữa đại điện mở miệng cảnh việc hôn ước ta và ngươi thổi nhỏ đã được định ra nhưng người để tay lên ngực tự hỏi ngươi từng đáng yêu ta ký chủ ngươi mẹ kiếp đừng xấu vết máu trên áo trắng vào giờ phút này vô cùng nổi bật thân thể của nàng phản phất trên vách núi bị gió lạnh tùy ý lăn ngược lung lay sắp đổ nhưng ương ngạnh đôi mắt dịp doãn trạch mang theo nụ cười nhìn trò khôi hại trước mắt cố thần an hơi nhíu mày hắn không lấy ra lưu ảnh thạch chính là biết tâm ý của tiểu đồ đệ này vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương đến hắn cùng với người bên cạnh hắn chỉ mong hắn cao hứng nhưng hôm nay còn muốn như thế sao ngoài đại điện cũng không rõ thần thức quét vào đệ tử lá gan lớn ngoài cửa đã cầm lưu ảnh thạch ghi lại nàng chính là muốn đem sự tình nháo lớn nước mắt dâng lên hốc mắt con ngươi mấp máy, từng điểm sáng rơi xuống, đôi môi đỏ mộng khẽ mở. Chuyện hôm nay, ngoài trừ đồng môn an ủi ta ra, chưa bao giờ có người quan tâm. Mà cảnh việc sư huynh, lần đầu tiên nhìn thấy ta, chính là trách cứ ta không thể làm càng. Đây cũng là phương thức ngươi đối đãi với ta sao? Từ trước đến nay tất cả sự tình, sư huynh chưa bao giờ hỏi qua nguyên do của ta, liền đoán được là ta đố kỵ sơ vi sư tỷ đều như vậy, sư huynh cũng không chịu chia một chút tình yêu cho ta sao dù là một chút đâu nói xong liền cúi đầu tùy ý nước mắt tràn mi tất cả nhìn thấy một màn như vậy cũng không đành lòng đúng rồi trần mộng lai từ trước đến nay nhu thuận hiểu chuyện không chịu tiết lộ nửa điểm tiếng lòng cũng chưa bao giờ ở trước mặt người khác có bất kỳ oán hận nào nàng cũng chỉ là muốn làm cho người ta quan tâm thiếu nữ nào có người sẽ là không sợ đau đâu ký chủ qua rồi đi ta cảm giác đều lạc đề rồi. Hắc hắc, trước quấy rối, sau làm sáng tỏ. Học một chút đi. Hạ cảnh việc tự biết không xứng đáng với Trần Mộng Lai, mở miệng muốn nói gì đó, lại bị Trần Mộng Lai cắt đứt. Thôi, cảnh việc sư huynh, không cần phải nói. Là ta làm càng. Ta đã biết rõ khoảng cách giữa chúng ta, ta chưa bao giờ đến gần trái tim của ngươi. Như vậy, liền dừng ở đây hôm nay ta liền cùng cảnh việc sư huynh giải trừ đạo lữ nàng nói xong liền nhanh chóng vạch ra lòng bàn tay máu đỏ tươi rơi trên mặt đất trận pháp từ bên chân nàng sáng lên trong nháy mắt bao lấy hai người một đạo lôi điện cấp tốc bổ xuống đem trận pháp chia làm hai ánh sáng chậm rãi biến mất hạ cảnh việc cảm giác tâm đột nhiên thiếu cái gì đó hắn vốn nên cao hứng bởi vì giải thoát nhưng luôn cảm thấy trái tim thiếu cái gì đó Mọi người. Lúc này mọi người tiêu giao tông trong đại điện đã phản ứng lại, tiểu cô nương này đang diễn trò. Cố thần hạ quyết tâm lấy ra tảng đá lưu ảnh, thấy hắn lấy ra, Trần Mộng Lai liền lão đảo đi ra đại điện. Chờ ra khỏi tầm mắt mọi người, nàng lập tức ngự kiếm bay lên phía trên, bay vòng quanh đỉnh núi vài vòng dừng lại. Ngô tỷ là vô địch rồi. Ha ha ha, ta là vô địch, ha ha. Phía dưới trưởng lão cùng đệ tử đều cảm thấy nàng điên rồi, dù sao lớn như vậy kích thích, cũng là có thể hiểu được, cũng sẽ không ai đi quản nàng. Đinh, ban thưởng phát, thanh âm vang lên, Trần Mộng Lai phát hiện cổ tay có thêm vòng tay bạch ngân. Lấy máu nhận vật, thần thức dò xét liền phát hiện Thúy Ngọc Trúc cùng Ngũ Hành Châu đều ở trong vòng tay. Cô nhìn chầm chầm vòng tay nửa ngày. Sau này phần thưởng đều đặt ở trong vòng tay rồi. Thật xấu xí. Vòng tay này chính là ngươi muốn biến thành cái dạng gì liền biến thành cái đó. Ngay cả cái này cũng không biết, ngươi cái bụi. Lâm Thổ Ba ba Như vậy à, ngươi thật tốt. Đó là, Trần Mộng Lai lại nhịn không được bật cười. Hừ, cục cưng ngoan cho chút hoa linh thạch đi. Chúc mừng tân sinh của tôi nha, Trần Mộng Lai vì đơn thuần hệ thống cảm thấy cao hứng, trong lòng đã nghĩ 108 cái biện pháp hố hệ thống. Chương 3 Lão đệ thực sự là chết cười ta bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trần Mộng Lai nhẹ nhàng bước tới Vạn Sự Đường. Cho nên nói xuyên qua vẫn phải có cái hệ thống, nếu không chính là hai mắt một vệt đen, mở mắt mù, đi hướng nào cũng không biết. Đúng không? hắc hệ thống ngạo kiều cười ngây ngô. Tôi đặt cho cậu một cái tên nhé, gọi là nhảy nhót thì sao? Thật đáng yêu, nhưng tại sao? Bởi vì trước khi mặc qua ta thích nhất là nhảy nhót đường. Hh đọc tiểu thuyết sẽ phạm miệng nghiện, nhảy nhót đường là lựa chọn tốt nhất của ta. Vậy bây giờ em là người anh thích nhất? Nhảy nhót chỉ nghe thấy thích nhất. Trần Mộng Lai rung đùi đắc ý gọi phi kiếm dẫm lên. Co 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 co, bọn họ giống như là đàn kiến co co ở nhịp trống có nhịp đập nhịp nhàng, nhảy nhót mã số đủ mọi màu sắc lấp lánh. Trần Mộng Lai ở trên không trung cũng lắc lư trái phải bay. Sau khi đi dạo vài vòng, dừng lại ở vạn sự đường, nhìn thấy hồ bằng cẩu hữu của nguyên chủ. Lưu Vũ Kỳ cùng Trương Hoang liếc mắt một cái liền thấy Trần Mộng Lai ngự kiếm mà đến. Nguyên chủ là một tiểu phế vật ngũ linh căn, tu hành nhiều năm tu vi chỉ luyện khí lục giai. Đường sơ vi một năm đã luyện khí bát giai, hai hồ bằng này cũng đã thất giai. Toàn bộ tông môn ngoại trường người của Lăng Tiêu Phong, liền không có người thật lòng đối đãi với nguyên chủ, còn mang theo một tia nhìn không nổi. Nhưng ngại nguyên chủ là thân truyền, tài nguyên không tệ. Bình thường lại đem tài nguyên tu luyện giống như tán tài đồng tử cho người bên cạnh. Đinh, mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Hồ bằng cẩu hữu rời xa nguyên chủ, chỉ lo thân mình. Phần thưởng. Tinh thần xa váy một kiện, hai khối huyện ảnh huyền tinh ghi chú chu đáo. Lấy ánh sáng của vô số ngôi sao làm vật liệu, làm thành lụa mỏng trong suốt, mặt trên người như mộng như ảo. Chức năng tăng cường sức mạnh của ngôi sao của người mặc làm cho nó nhạy bén và nhanh nhẹn hơn trong tu luyện và chiến đấu huyền ảnh huyễn tinh có thể làm cho người ta xuyên qua ảo cảnh thần kỳ tinh thể có thể đề cao tốc độ cùng linh hoạt lưu vũ kỳ mở miệng mộng lai sao cậu lại tới đây lĩnh nhiệm vụ đổi linh thạch đi trần mộng lai bị hỏi cũng không biết trả lời như thế nào mới tốt không nhìn thấy a à, ta còn có thể tới đây ăn cơm a à, thật sự là sớm muộn gì cũng cho hai nàng mắt đánh tước thanh. Trương Hoang Vậy chúng ta cùng đi, mộng lai sư muội Các nàng đối thoại dẫn tới những người khác thường xuyên nhìn về phía này, ai không biết lăng tiêu phong thân truyền sáu đệ tử là cái ngũ linh căn phế vật, lại còn tới lĩnh nhiệm vụ, chỉ sợ là chủng linh thực đi. Không cần. Trần mộng lai lười nói thêm một câu, cũng không nhìn bộ dáng muốn nói lại thôi. Trực tiếp quay đầu đi chủ đài tìm có thể xuống núi nhiệm vụ thấy được một cái đi đắc ý lâu lấy rượu đưa đến tàn thư các trưởng lão trên tay nhiệm vụ, có thể được hai khối linh thạch. Cái này tốt, xuống dưới hai chỗ. Nguyên chủ bởi vì ái mộ hạ cảnh việc mà nhiều lần xuống núi đi thương Long Tông tìm người, mỗi lần đều bị đường sơ vi giả bộ đáng thương mà đuổi ra ngoài, dẫn đến cố thần an hạ lệnh nàng không cần thiết không thể ra khỏi núi. Như thế, hai ba năm cũng không xuất tông. Cái này đi. Trần Mộng Lai lên tiếng, đệ tử kia sợ chậm trễ thân truyền, vội vàng đem nhiệm vụ chuyển đến thân phận bại của nàng. Cô cảm ơn rồi rời đi, cũng không nhìn những người khác. Mà chuyện nàng khóc lê hoa đái vũ từ hôn, vào lúc này mọi người đều biết. Nàng chân trước vừa đi, chân sau tiêu giao tông chúng trưởng lão liền tụ cùng một chỗ thảo luận nàng trong thời gian ngắn có thể hành động tự nhiên chuyện này. Đinh, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã phát trần mộng lai đến trên đường cảm giác không khí đều tươi mát vài phần trong đầu cô đặt trap hiện đại theo tiết tấu lắc đầu đắc ý đi tới bước chân nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt nước quần áo trắng nõn theo bước chân của cô bay loạn giống như một tên lưu manh đi ngang qua cửa hàng rất nhiều tầm mắt rơi vào trần mộng lai trên người nhau nhau nhận ra nàng chính là vi cùng tôn giả lục đệ tử là cô ấy à bộ dạng xinh đẹp như vậy còn sai lầm rồi ai nói không phải chứ, khóc thì gọi là thảm. Nhưng đường sơ vi của Thương Long Tông thật sự là thủ đoạn tốt. Không phải cậu muốn mua váy đẹp sao sao không vội chút nào đâu. Khiêu Khiêu rất tò mò có đẹp nó tặng hay không. Đừng nóng vội, diễn kịch đương nhiên phải tối đa hóa hiệu quả. Có tin đồn nói khuôn mặt này xấu, là la hay ngựa đi dạo. Đẹn sắc khi còn nóng, làm sâu sắc ấn tượng của mọi người. Khiêu Khiêu không hiểu nhưng khiêu khiêu cảm thấy Trần Mộng Lai nói đều đúng. Trần Mộng Lai cho rằng thân thể này, khuôn mặt này, cho dù là tu tiên giới, cũng là vàng dặm chọn một đẹp mắt. Cờ phải từ từ chơi, dụng tâm đi. Đã là đại cục, vậy thì càng thỏa đáng. Bước vào đắc ý lâu, nói rõ ý đồ đến đây, chỉ chờ trưởng quầy lấy rượu. Mộng Lai, không thể uống rượu tiêu sầu. Giọng hạ cảnh việc đột ngột vang lên. Người cha sống này lại tới, trước mắt mà nói giả bộ đáng thương là lựa chọn tốt nhất nhưng mắng hắn cũng không tồi cho nên tiểu khiêu ngươi có nhiệm vụ gì không ta xem lựa chọn thế nào khiêu khiêu huyễn thải quan tuyên bố nhiệm vụ đinh mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vả mặt hạ cảnh việc cùng đường sơ vi khen thưởng một ngàn thượng phẩm linh thạch tu vi tăng đến trúc cơ sơ kỳ tiêu tương kiếm thuật cả quyển ghi chú chu đáo kiếm chiêu bắt trước nước hồ nhấp nhô biến hóa khó lường như sóng hồ, khiến kẻ địch không thể nắm bắt. Mạnh như vậy sao? Trực tiếp đánh. Trần Mộng Lai chân thành đặt câu hỏi. Nhưng sau khi nghe thấy khiêu khiêu ngửa mặt lên trời cười dài, liền biết là có người muốn bới móc. Hạ cảnh việc thấy Trần Mộng Lai vẫn nhìn chằm chằm mình không nói lời nào, cho rằng dư tình đối phương chưa dứt, muốn cho mình dỗ dành cô. Hắn sủng nịch cười, nói với nàng. Chuyện hôm nay là ta không đúng, để bồi thường ta dẫn nàng đi vạn bảo các mua pháp y trần mộng lai nhìn đối phương làm bộ như chí tôn du vương nổi da gà muốn cười lại không thể cười không thể làm gì khác hơn là khẽ cắn môi dưới cúi đầu bả vai vì nghẹn cười mà run rẩy mọi người không biết chuyện cho rằng đường sơ vi bên cạnh hạ cảnh việc làm cho trần mộng lai thương tâm cũng là ai có thể chấp nhận vị hôn phu của mình vẫn cùng những nữ tử khác dựa sát vào nhau trần mộng lai thật sự không dám lên tiếng sợ làm cho chung quanh nghe ra ý cười của mình. Nhảy nhót còn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ở trong đầu nàng đặt dầu vương hiện đại tiến hành so sánh, nó ngược lại cười thống khoái. Đường sơ vi phát hiện lời đồn xung quanh không có lợi cho mình, luống cuốn. Vội vàng lui về phía sau hạ cảnh Việt, lã chả muốn khóc mở miệng. Sư muội là bởi vì ta mới như thế sao? Gặp chuyện thì trốn sau lưng người khác sao? Trần mộng lai trận trắng mắt ngẩng đầu, vừa định mở miệng, chỉ thấy trưởng quỷ làm cho người ta mang theo năm vò rượu đắc ý tới. Nương theo một trận thanh thúy tiếng cười nhẹ, một vị mặt hồng y sa mỏng nữ tử chậm rãi đi tới. Một chút ý tứ lưu chuyển bên tai, lay động sinh tư, càng làm nổi bật dung nhan quyến rũ của nàng. Vòng eo mảnh khảnh, sa y đông đưa theo, tư thái uyển chuyển vô cùng. Ờ, à, các ngươi khi dễ tiểu cô nương đâu, đắc ý lâu trưởng quỷ túy mạng dư lười biến tựa ở trần mộng lai bên người, lười biến ngữ khí xuyên thấu toàn bộ xem kịch đám người. Trần Mộng Lai thấy trưởng quỷ rốt cục đi ra đưa một hơi, chậm một chút nữa liền giả bộ không nổi. Túy Mạng Dư Hóa thần kỳ đại năng, từng xếp thứ 9 trong tân kiêu bản. Mọi người vừa thấy trưởng quỷ ở bên cạnh Trần Mộng Lai, nhào nhào bắt đầu đứng thành hàng, cũng chỉ trích hai người hạ cảnh việc. Không phải, chúng ta không có khi dễ sư muội. Chỉ muốn sư muội đừng lấy rượu tiêu sầu, đối với nữ tử không tốt. Đường sơ vi nóng nảy, dành trước một bước đã bắt đầu rơi nước mắt. Trong lòng oán thầm trưởng quỷ tại sao phải giúp nha đầu chết tiệt kia? Vậy sao? Vậy em khóc cái gì? Bởi vì... Bởi vì sư mùi không để ý tới ta. Nàng định dành trước một bước đem nước bẩn dội về phía trần mộng lai. Không nói chuyện với ngươi, ngươi đã khóc. Vậy ngươi tu tiên cái gì, còn không bằng về nhà dưỡng lão tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi đoạn đường này bị thương cũng không ít ngươi còn chưa bị thương đã khóc túy mạng dư khinh thường nhìn về phía hai người trước mắt hạ cảnh việt cũng nhướng mày nhìn về phía đường sơ vi đường sơ vi không nói lời nào cô tự biết là nói không lại người trước mắt này còn không bằng nói ít một câu đem cường thế đối diện tôn lên thôi túy mạng dư quay đầu nhìn về phía trần mộng lai rượu mang đi cho lão ngoan đồng kia đi ta sẽ khen ngợi ngươi năm sau nha." Nàng phát ra từ nội tâm thích tiểu nha đầu này, biết diễn trò, nhìn lại rất ngoan. "Thú vị đấy." Trần Mộng Lai nhếch miệng cười. "Cảm ơn chị xinh đẹp." "Mọi người, lĩnh nhiệm vụ a, cô nương này thật đúng là ngoan." Đường Sơ Vi mới hiểu được bị vạch một đường, âm thầm cắn răng. "Sư tỷ sau này đừng oan uổng ta, ta mỗi lần đều nói không rõ." Trần Mộng Lai thêm lửa nói xong cũng mặc kệ hai người kia phản ứng thế nào, trực tiếp cùng hạ cảnh việc lướt qua, đi vạn bảo cát, đinh, nhiệm vụ hoàn thành, ban thưởng phát, a, à, cái này cũng gọi là đánh mặt, ta chuyện gì không làm liền nằm thắng đây tỷ tỷ kia thật lợi hại, một kéo một cũng thắng, người đem người ta làm súng sao? nhảy nhót kinh ngạc, xem như vậy đi, bất quá nàng làm sao lại không nhìn ra, chỉ là cảm thấy thú vị muốn giúp ta mà thôi chỉ là phải làm thêm chút gì đó mới có thể hoàn toàn kéo đến trận doanh của nàng. Chương 4 Đầu óc đâu? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cách đó không xa Quỳnh Hoa Tông ba người tận mắt thấy toàn bộ quá trình, thủ tịch đệ tử Hà Vũ Tiêu còn cầm cái lưu ảnh thạch ghi lại. Phát hiện cái gì? Hà Vũ Tiêu nghiêng đầu hỏi Khương Nam Thư mới đến vai hắn. Tiêu Giao Tông có cái mông rượu, có thể uống năm vò rượu. Khương Nam Thư trên mặt phản phất sáng loáng viết. Khen ngợi ta đi. Giang Phong Nguyệt thật sự nhìn không được nở nụ cười. Kết giao với Trần Mộng Lai, tư tưởng túy tiên tử thiên vị nàng. Hà Vũ Tiêu lên tiếng tán thành, cũng để Khương Nam Thư học một chút. Cô đỏ mặt cũng tán thành dưới đáy lòng, chủ yếu cảm thấy Trần Mộng Lai lớn lên xinh đẹp, đường sơ vi thuần khiết xấu xí nhiều người tác quái. Nhảy nhóc đáng yêu, còn có thể điều tra lại chuyện của vị trưởng quỷ kia sao? trần mộng lai lại nhảy nhót trong hố phải đợi muộn một chút ta vốn không có cái này phục vụ đâu năng lượng cũng không phân phối không phải ta vô dụng là không phân phối mà thôi khiêu khiêu có chút kiêu ngạo năng lượng của nó rất nhiều nhiều đến lười phân phối không thể lập tức phân phối là sợ toàn bộ mã số rối loạn chỉ có thể từ từ sẽ đến bây giờ bạn đang phân phối năng lượng nào năng lượng phân phối tại tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng nhiệm vụ thất bại mà thời gian hồi tưởng, ký chủ một ngày cắt 24 lần. Trần Mộng Lai có chút kinh ngạc, cho rằng một ngày một lần đã vô địch. Không nghĩ tới có thể một giờ liền một lần. Cái này cũng quá vô địch. Cô lại khen ngợi khiêu khiêu một hồi lâu, khiêu khiêu cảm giác mình là hệ thống trâu bò nhất. Chủ thần không gian lúc này. Chủ thần nhìn chầm chầm trước mắt lại một cái nổ tung người máy cảm thấy bất đắc dĩ, quay đầu muốn đi tìm chế tác tốt đầu óc tầm mắt tại trong suốt phụ đề bản quét nhiều lần lẩm bẩm nói đầu óc đâu mới vừa chế tác tốt đầu óc đâu đột nhiên nhớ tới ngày đó uống nhiều tiện tay đem đầu óc ném sang một bên chủ thần lại bới ra vài khối trong suốt bản mật mật ma ma mã biến thành không giống nhau lập thể tiểu thế giới tầm mắt dừng ở trận mộng lai chỗ thế giới hả là cô ấy à rất tốt vừa lúc để anh ấy nợ tôi một ân tình chủ thần lại nhìn thoáng qua người máy báo hỏng sau gáy có hai sợi dây điện xanh đỏ đang xen lộ ra bên ngoài cổ và mặt đều có linh kiện lộ ra má phải càng bị dây điện chen vỡ đáng tiếc cái gì cũng tốt chỉ là vị trí dây điện không đặt tốt nói xong liền rời khỏi phòng chúng ta không phải đi vạn bảo các sao sao lại tới ỷ la cát đây không phải là ngay từ đầu không biết đồ chơi này tồn tại sao ta cho rằng chỉ có vạn bảo các bán tốt pháp y Trần Mộng Lai nhìn những thứ này xinh đẹp, trong mắt như ngôi sao lóe sáng. Pháp y trung giai của ỷ La Cát, so với đại bộ phận cửa hàng chất lượng đều tốt cũng đẹp mắt. Cao giai Pháp y cũng sánh ngang vạn bảo cát, còn không cần dự định bán đấu giá. Trần Mộng Lai lo lắng đến nguyên chủ có hai năm không xuất tông, hai năm nay cũng không biết nơi này buôn bán biến hóa cùng người sau lưng thay đổi, cho nên hiện tại không thể phô trương. Kỳ thật đến ỷ La Cát cũng phô trương, nhưng tốt xấu gì cũng là đại tông môn, cũng nói đi qua. Bất quá từ từ sẽ đến, dù sao nàng vô địch, nàng đều muốn chen một chân, cái gì cũng muốn chen một chân, chờ đi. Thật sự là tiền đồ một mảnh quang minh. Trần Mộng Lai vuốt ve chiếc váy màu xanh ngọc phía trước, cảm xúc bóng loáng làm cho nàng sinh lòng vui mừng. Đây là pháp y phòng ngự trung giai, hình như ngươi không dùng được nhiều lắm, khiêu khiêu phát hiện pháp y xinh đẹp ở đây có rất nhiều, có chút cảm xúc, nàng sẽ không không thích bộ mình tặng kia chứ. Ô ô ô, thống sinh gian nan. Ta làm sao không cần, ta không sợ đau sao. Nàng vuốt về pháp y tay dừng một chút. Ngươi nếu sợ đau, hiện tại sẽ không đứng ở chỗ này khiêu khiêu có chút kiêu ngạo, đây là công lao của mình đây. Gót chân Trần Mộng Lai cũng nghĩ đến đây là công lao nhảy nhót, lại khen nó một trận, là phát ra từ nội tâm. Sư mũi thích bộ pháp y này sao? giọng đường sơ vi lại vang lên bên tai. Trần Mộng Lai tê dại, thật sự tê dại. Duy nhất chống đỡ chính mình chỉ có tấm vé số 10 triệu còn chưa đổi kia, bất quá nơi này có linh thạch xài không hết cũng rất tốt, cũng có 10 triệu đi. Dù sao cũng sẽ nhiều hơn sổ số, số kia, sảng khoái. Ta cũng không phải cha ngươi như vậy quan tâm ta làm gì bị sướng đến Trần Mộng Lai liếc nàng một cái, xoay người liền rời đi tầng này. Đường sơ vi sửng sốt một lát, sau khi phản ứng lại nghiến răng nghiến lợi làm sao dám tên phế vật kia làm sao dám không phải bộ dạng đẹp hơn một chút sao thật sự là tức chết nàng trần mộng lai lại lên một tầng lầu liếc mắt một cái chọn trúng bộ váy thủy tiên màu lâm nhạc kia bước nhanh đến trước mặt thưởng thức ký chủ thích không cái này so với phần thưởng của ta còn kém một chút cái này có tốt không chức năng gì gia tăng một chút phòng ngự cùng nhiều điểm công kích đang sử dụng băng linh lực đồng thời cũng có thể phóng thích ra băng trùy cường đại, nhảy nhót lẩm bẩm. Như thế nào còn thêm cái bình A đây? Trần Mộng Lai dùng thần thức dò xét càng không vòng tay, có nhảy nhót đưa 500 trung phẩm linh thạch cùng nhiệm vụ ban thưởng một 000 thượng phẩm linh thạch. Ok, chúng ta bây giờ cũng là nhà giàu mới nổi. Khiêu khiêu có gì muốn sao? Chúng ta cũng làm càng một hồi. Ngữ khí nàng kiêu ngạo. Hi hi, Đồ ở đây người ta đều không dùng đến, Khiêu Khiêu tuy rằng dùng không được, nhưng vẫn là thật cao hứng, bởi vì nàng cũng sẽ nghĩ đến nó, chứng tỏ trong lòng nàng có chính mình. Dùng không nhận được món quà của cô ấy, nó không có thực thể, nó chỉ là một dòng mã được tạo thành từ các ký tự chữ cái. Trong lòng Trần Mộng Lai hiện lên một tia chua xót, cảm giác Khiêu Khiêu giống như tất cả mọi người cô gặp sẽ rời khỏi mình vào một ngày nào đó. Trước khi cô đến nơi này, chính là không có bạn bè. Cuối cùng ngay cả trường học cũng không dám đi. Cho dù là bị bạn học hãm hại, bị thầy giáo oan uổng, cô cũng cảm thấy là lỗi của mình. Là nàng không làm tốt mới có thể để cho người khác đối với nàng như vậy. Khi học lớp 1, cha mẹ cô liền tách ra. Có thể đã chia tay từ rất sớm, chỉ là lúc cô học năm nhất phát hiện ra mà thôi. Cô đi theo mẹ, và mẹ cô đi xa với người đàn ông. Lại đặt cô ở nông thôn cùng với bà nội mới sau đó thì không gặp mẹ mẹ cũng không gọi điện thoại cho cô nhà hàng xóm rất náo nhiệt bên cạnh cô gái kia vẫn có người thân làm bạn hoặc là ông bà nội hoặc là ba mẹ cô gái kia luôn vui vẻ cũng sẽ mời trần mộng lai đến nhà cô chơi lúc đó sẽ có vẻ không hợp xấu hổ quẫn bách duy chỉ không có ý nghĩ tìm kiếm mẹ mình cô cảm thấy mẹ ghét cô càng về sau bị một người điên đánh cho đầu rơi máu chảy mẫu thân trở lại trở về đưa toàn bộ váy mới cô chưa mặc cho cô gái kia, lý do là quần áo nhỏ. Cô so sánh qua, cô so với cô gái kia còn thấp hơn một chút, váy kia vẫn chưa mặc qua, cô mặc đều là áo khoác. Lúc mất hứng cô sẽ lấy chiếc váy kia từ tủ quần áo ra khoa tay múa chân trên người mình, ảo tưởng mình mặc vào có bao nhiêu đẹp mắt, đây là một phần vui sướng của cô. Cô đập đầu vào tường, tỏ vẻ cự tuyệt. Chiếc váy vẫn được gửi đi. Sau đó Trần Mộng Lai được mẫu thân đưa tới bên người, lúc đầu nàng là cao hứng, sau đó là bất hạnh. Camera giám sát cho thấy khoảng 3.4 giờ chiều, mẹ cô đã vĩnh viễn rời xa cô và không bao giờ gặp lại cô nữa. Là bởi vì một người đàn ông, là yêu hoặc là hận. Trần Mộng Lai đến bây giờ cũng không rõ. Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ cô chia lìa, là một khởi đầu, về sau liên tục không ngừng, không ngừng có người rời đi bên cạnh cô cô cái gì cũng không giữ lại được. Bắt đầu từ một ngày nào đó, lại mất đi cái gì, cũng chỉ là đáy lòng than nhẹ cả đời. Đến nơi xa lạ này vẫn là một mình mình, còn muốn cùng người khác chơi đùa, nàng cũng chơi không lại. Còn muốn nhìn nàng quý trọng hết thảy không ngừng từ bên người rời đi sao? Không được, không thể xảy ra nữa. Đây là khởi đầu mới, không thể xảy ra nữa. Tư tưởng mãnh liệt kéo về ngươi đây là tâm ma hay là chấp niệm a ta kêu to nửa ngày ngươi cũng không để ý tới ta ô ô ô có người đem pháp y kia mua chỉ có người trước mắt ngươi ngươi đừng thất thần đều bị làm khỉ nhìn thật xấu hổ may mắn ta không phải người khiêu khiêu một mực lãi nhãi trần mộng lai nghe thấy cảm thấy an tâm cô ngẩng đầu nhìn thẳng người trước mắt nội tâm chất vấn nhảy nhót ngươi sẽ rời bỏ ta sao à sẽ không đi anh đừng không cần em là được rồi, khiêu khiêu rất vui vẻ, trong lòng cô có nó, hi hi. Ngươi có khỏe không? Lâu mộ năm nhẹ giọng mở miệng. Tầm mắt Trần Mộng Lai mới tập trung trên người hắn. Hắn mặc trường bào vạt thẳng màu trắng, thắt lưng buộc eo nguyệt tường vân văn bạch hạt. Tóc đen nhánh buộc lên, đội bạch ngọc ngân quan đơn giản, cả người lộ ra kiêu ngạo. Lâu mộ năm nhìn bộ dáng ngây ngốc của nàng có chút buồn cười ta là thiên hạt tông lâu mộ nam. A à, a, à, xin chào, xin chào. Trần Mộng Lai cảm giác hắn mạc danh kỳ diệu, định trực tiếp rời đi. Lại thoáng nhìn hai người quen, nội tâm nôn mửa. Hai người kia thấy Trần Mộng Lai nhìn thấy mình, trực tiếp tiến lên, lại bị ba người giành trước một bước đi tới Trần Mộng Lai bên người. A, à, nổi danh rồi, khiêu khiêu lại đổi ca khúc xem náo nhiệt. Một vị nam tử thân huyền sắc hẹp tay áo, cổ tay áo khảm kim tuyến tường vân, đai lưng trắng, trên treo bạch ngọc lung linh ngọc bài, khí chất ương nhã, khí độ bức người khẽ gật đầu mở miệng trước. Tại Hạ Quỳnh Hoa Tông thủ tịch đệ tử Hà Vũ Tiêu. Một bộ pháp y màu trắng trăng không tì vết, sợi tóc tự như tơ lụa tinh xảo nhẹ nhàng rủ xuống vai, tao nhã lại xa cách. Tại Hạ Quỳnh Hoa Tông đệ tử Giang Ô Nguyệt. Pháp y xanh biết khói xa, búi tóc rủ xuống nghiêng khảm trân châu bích ngọc bộ diêu, xuất thủy phù dung, nữ tử khí chất đáng yêu dí dỏm mở miệng. Đạo hữu, đạo hữu, ta là Quỳnh Hoa Tông Khương Nam Thư. Trần Mộng Lai môi đỏ mộng khẽ mở. Tiêu giao tông Trần Mộng Lai. Nàng thật sự chịu không nổi, mọi người nói chuyện đều nho nhã. Quỳnh Hoa Tông. Nhìn rất có tiền, ba người đều mặc đẹp như vậy. Lâu mộ nam mua pháp y muốn kết giao vị kỳ nhân này, không nghĩ tới ngược lại là bị ba người này dẫn đầu, âm thầm cười nhạo. Hạ cảnh việc cảm thấy những người này có chút chướng mắt, đường sơ vi cảm thấy phế vật này thật sự là nổi bật, tức chết, vừa định mở miệng đã bị hạ cảnh việc ngăn lại, hai người một trước một sau xuống lầu. Khương Nam Thư Đạo hữu một người nhiều nhàm chán, chẳng bằng chúng ta cùng nhau làm bạn đi. Nói xong liền kéo lên trần mộng lai cánh tay. Khương Sư Mùi, không thể vô lễ. Hà Vũ Tiêu mở miệng định ngăn cản động tác của Khương Nam Thư, nhưng không cự tuyệt cùng làm bạn. Trần Mộng Lai tò mò những người này rốt cuộc là làm gì, cũng không cự tuyệt. Chương 5 Cẩu, chó thật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 6 Nàng đời này liền không khả năng bình thường. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Tàn thư các trưởng lão bình thường đều là đại năng A, nàng xem tiểu thuyết một nửa đều viết như vậy thân truyền mỗi tháng tại tàng thư các có thể trích lục ba quyển công pháp, nguyên chủ này như thế nào một ngày cái gì cũng không làm a. À. Những công pháp luân này đến khi bà học rồi, học lại từ đầu, nguyên chủ một môn công pháp cũng không học, tuyệt rồi. Đinh, mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Từ tàng thư các trích lục một môn công pháp. Ban thưởng thất huyễn mặt nạ một cái, thôn thiên thao thiết thú một con, mở ra tùy thân tiên phủ, đạt được công pháp dung hợp kỹ, tri kỹ chú thích do huyễn thuật đại năng chế tác thất huyễn mặt nạ sau khi đeo lên có thể phát ra cường đại huyễn thuật công kích mê hoặc địch nhân tâm trí có thể thay đổi bản thân hình dạng chiều cao mê hoặc thiên địa sinh ra từ hắc ám chi linh bạo thực cùng hung thú tham lam dùng hắc ám nguyên tố tiến hành công kích cùng phòng ngự nuốt chửng vạn vật ở trong bóng tối làm cho địch nhân biến mất vô tung bảo bối à người ta đều là thanh long phượng hoàng hơn nữa còn là hung thú sẽ không ăn cả ta chứ Người nói đó là nam nữ chủ thần thú đi, ta cũng không phải. Nhưng là nhảy nhót cam đoan, nó rất ngoan nha. Nhảy nhót có chút sinh động, muốn nhìn xem thao thiết bộ dạng gì. Đều như vậy vô địch, làm gì không làm cái nữ chính chơi đùa đâu đang làm nũng, đang đùa dẫn nhảy nhót. Khiêu khiêu không trả lời, cảm thấy cô có chút bay. Trần Mộng Lai bước vào tạng thư các ánh mắt liền bắt đầu loạn phiêu, là tò mò trong các vô số giá sách bày đầy tu tiên tâm pháp bí tịch các loại trân quý thư tịch u ám mà an tĩnh thư hương bốn phía giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền đến rượu đâu trần mộng lai nghiêng đầu nhìn nam nhân đẹp mắt nào dám nhìn nhiều a à? tàn thư các trưởng lão mà nguyên chủ nhớ khi còn bé chính là người trước mắt này thật đúng là một chút cũng không thay đổi a à? tu tiên thật là tốt nàng vội vàng hai tay dâng lên túi mù tạc say đắc ý sợ chọc giận đối phương triệu đinh bạch không sốt ruột lấy rượu tầm mắt tìm tòi nghiên cứu định lại trên người cô gái gân mạch của nha đầu này bị hủy còn vui vẻ hắn phân ra một luồng linh lực du tẩu trong cơ thể trần mộng lai không hủy toàn bộ a à, ai tung tin đồn đáng giận trần mộng lai tu vi quá thấp không cảm nhận được linh lực của đối phương chỉ nghĩ đợi lát nữa tìm cái công pháp gì chạy nhanh đi đặc biệt nhanh dù sao cũng vô địch, dù sao cũng phải đi ra ngoài gây chuyện, chạy nhanh tức chết người khác. Triệu Đinh Bạch vung tay lên thu túi cải, phát hiện tiểu cô nương còn đứng đó không đi liền mở miệng. Lấy tu vi của ngươi chỉ mở ra đến lầu 2, hướng lên trên sẽ có cấm chế. Tìm được quyển sách thích hợp trích lục đến Ngọc Bài là được, không thích hợp thì không đi. Cân nhắc đến cô nương này tiến tông vài năm không tới tàn thư các, mới hảo tâm nhắc nhở về phần có học hay không thì không phải hắn có thể quản. Trần Mộng Lai gật gật đầu, liền đi tới khu thân Pháp. a à, cự sa hoàng bộ này nghe thật trâu bò, cái này thế nào, nhanh không? Nhảy nhót không hiểu, nhưng là số liệu biểu hiện bên kia phi yến bộ cùng long du cửu thiên bộ nhanh hơn, càng thích hợp người đâu Trần Mộng Lai trích lục được ngọc bài, liền trở lại chỗ ở. Dưới chỉ thị của khiêu khiêu, nàng lắc mình một cái liền đi vào tiên phủ mở mắt liền thấy một con thao thiết đầu to thân nhỏ cùng mình nhìn thẳng. Nàng có chút hoảng sợ, lần đầu tiên thấy thứ này, ít nhiều là sợ hãi, nếu không là nhảy nhóc một mực kêu oa oa loạn, phỏng chừng nàng đã sớm nằm sấp trên mặt đất. Chủ nhân, ta đáng yêu không? Thao thiết mở miệng hỏi Trần Mộng Lai, thanh âm giống như trẻ con. Dễ thương hả? Có thể thiếu chút nữa hù chết nàng. Sau khi liên lạc với vật nhỏ này liền kết khế trần mộng lai đặt mông ngồi xuống đất tiên phủ này chính là không tệ ha cảm giác không khí đều tốt hơn bên ngoài chuẩn bị xong chưa chúng ta bắt đầu quán đỉnh rồi thanh âm kích động vang lên trong đầu trần mộng lai sau khi tiếp nhận tu vi quán đỉnh nàng cảm thấy ngay cả thân thể cũng nhẹ nhàng không ít từ luyện khí lục giai đến trúc cơ đại viên mãn không có thống khổ như nàng tưởng tượng ngược lại rất thoải mái tu vi đều có thể quán đỉnh công pháp cái gì liền không thể không nhìn cũng sẽ sao rất chân thành ngữ khí bằng không nhảy nhót đều muốn cho là nạn cùng chính mình nói đùa đâu không thể nha vậy ngươi có thể điều khiển thân thể của ta sao ngươi tương đối thông minh ngươi học ta làm không được ngươi phải tự mình học tu vi của ngươi tuy rằng so với cùng giai vững chắc nhưng người công pháp dốt đặt cán mai lúc đánh nhau làm sao bây giờ lấy linh lực cho người ta hóng gió mát sao Trần Mộng Lai bất đắc dĩ nhún nhún vai, vì sao nguyên chủ tuyệt không học? Hình như quên cái gì đó, đúng vậy, sao không có chuyện linh thạch của mình? Không biết, vẫn không muốn hỏi. Thế nào cũng được, đừng hỏi cô là được rồi. Hình như vẫn quên cái gì đó, không nhớ ra thì không nghĩ nữa. Trần Mộng Lai cùng khiêu khiêu ở tiên phủ nghiên cứu xong hôm nay đoạt được vũ khí cùng công pháp, thoáng cái lại ra tiên phủ, đi lên đỉnh núi dự định hóng gió tất cả mọi người cho rằng ta là phế vật thoáng cái thăng nhiều như vậy không dễ giải thích không phải thật sự không dễ giải thích trần mộng lai chỉ là muốn chơi giả heo ăn thịt hổ ngẫm lại liền kích thích khiêu khiêu đem tu vi của nàng che tới luyện khí bát dai đây là một ngày trần mộng lai đi tới thế giới này có khiêu khiêu cùng nàng rất vui vẻ khiêu khiêu cũng cao hứng trần mộng lai trêu chọc nhảy nhót những phần thưởng này đều là từ đâu tới sẽ không trọng chứ Nhảy nhóc nói thầm một đống lớn, nói nó là lợi hại nhất, nói là chủ thần cho, nhưng chủ thần ngại nó phiền, liền ném nó ra chơi. Hàng huyên thật lâu, lúc trời tờ mờ sáng mới trở về ngủ. Trần Mộng Lai không cảm nhận được chính là buổi tối nàng đang điên cuồng hấp thu linh khí, những thứ lấp lánh ánh sao kia giống như là tìm mẹ ruột tràn vào thân thể của nàng. 13 giờ 14 phút chiều hôm sau bị nhảy nhóc đánh thức, đây là thương lượng tốt tôi ở 5 giờ ngỗng thì sủi cảo, 13 giờ 14 đúng giờ dậy. Trần Mộng Lai mở mắt chính là mang theo khẩu âm tru. Sân của nàng không có trận pháp, giờ mùi một khắc lên học đường hoặc đi qua đệ tử nhau nhau cảm tháng nàng điên rồi. Trần Mộng Lai thật cao hứng, nàng không cần quản khuôn sáo, vẫn là treo vương, nàng cũng là treo vương ha ha ha. Cả đời này cô sẽ không thể bình thường. Chương 7 Đây là một cái đồ đần A bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 8 Nàng làm cẩu đều vui lòng. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 9 Ta, treo vương. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét. Chương 10 Để nô tài đi phiến nát vụn miệng của nàng bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy test